Chào tất cả các anh em nhá. Hôm nay lâu lắm em sẽ làm một cái video ở cơ sở 2 của em. À cơ sở 1 anh em ạ, cơ sở 1. Đây cơ sở 1. Hôm nay em sẽ làm video về cái lưu cầu em vừa về. Máy thì về cũng rất là nhiều nhưng mình chưa có dịp. Lúc nào em sẽ làm video máy sau. Đây. Hôm qua em vừa về một xe đầu kéo cầu. Nó khoảng 50 cái cầu. Cầu của xe cứu hỏa ấy, tất cả cầu đen xì còn mới lắm. Cầu thì em bán được rất là nhiều nhưng em không hay đăng lên kênh của em. Cầu thì em phụ trách, em ra em cái phụ trách cái phần bán cầu và đuổi cầu từ cầu to sang cầu nhỏ, từ cầu nhỏ à, từ cầu chậm sang cầu nhanh, từ cầu nhanh sang cầu trung, cầu láp sang cầu dầu. Đây là tất cả là món cầu dầu là anh em ạ. Cầu dầu em vừa về này, nó có nhiều loại, một có cầu ngắn và cầu dài. Ở đây là có cầu dài. Tất cả là cầu em đánh, cầu dài đây là 1m24 này. Còn cầu ngắn là 1m19 này. Toàn cầu công an ở xe công an ra hết nhá anh em nhá. Toàn cầu ở xe công an thôi. Xe cứu hỏa ấy, xe công an ở xe trong quân đội ra ấy. Những cái bộ cầu mà em bổ ở trong quân đội ra, xe quân đội ra đều ở trong đều gần như mới hết. Chưa một cái cầu nào hỏng cả. Mà bán hàng khách hàng đều rất là thích và anh em người ta đều thích cái cầu ở trong quân đội ra lắm anh em ạ. Rất là thích nhá. Đây, ở đây có toàn cầu đen xì mới về. Mà ở đây chỗ này của em phải mấy trăm cây cầu. Đây là toàn là cầu sau nhá. Cầu sau này, cầu sau toàn cầu rất là đẹp thôi. Nói chung là cầu này thì cầu nghĩa địa mà anh em. Cầu nhập từ bên cầu nghĩa địa, nhập từ bên nước ngoài về. Tất cả anh em xem này, những cái tăng bua này, với lại những cái đầu tăng bua của nó còn rất là mới này. Những cái đầu ốc của nó còn nguyên zin hết này anh em ạ. Những cái đầu ốc còn nguyên zin hết. Cầu đẹp lắm. Nói chung là cầu này thì bán chưa có một khách hàng nào người ta em bán là chưa bổ ra một cái cầu nào nó bị hỏng hay bị chết cả. Toàn cái nào cũng được hết nha anh em ạ. Đây 1m19 này, em đánh dấu hết rồi. 1m19, 1m19. Cầu này là toàn là đuổi vào sang cái loại cầu một xe 7 tấn, 5 tấn ấy, anh em chở gỗ chở ở vùng cao ấy. Nói chung là lắp cầu này vào thì không bao giờ hỏng nữa anh em ạ. Cái loại cầu lắp kia thì giật gãy lắp liên tục. Cầu này thì riêng cầu này không bao giờ hỏng nha anh em nhá. Cầu này nó còn là cầu hổ vồ, cầu to rồi. Kinh điển lắm. Đây là một đống này, xếp một đống này và chỗ này nó khoảng mấy chục cái. Và đây, bên này là chỗ này là toàn là cầu sau nhá anh em nhá. Chỗ này là bên này là toàn là cầu sau rồi. Đấy, còn sang bên này là cầu sau rồi, cầu trước em để tất đây. Nó xếp như đống núi ấy. Chỗ này phải mấy trăm cái anh em ạ. Ngày nào em cũng bán buôn vào Đà Nẵng này, vào Quảng Nam, Quảng Ngãi tất cả luôn nhá. Cầu sau rồi. Toàn cầu rất là đẹp thôi. Đây. Cầu hổ vồ rồi, đẹp lắm. Đây, em sẽ đi đây những cái cầu mới về mà mình còn chưa kịp. Cầu giữa cũng có đủ hết nha anh em nha. Cầu sau, cầu trước đều có hết. Cầu giữa, cầu trước có xe hai cầu. Đây, những cái cầu còn chưa kịp bỏ bọc giấy bóng ra đâu anh em ạ. Chưa kịp bỏ giấy bóng ra đâu nha mọi người nha. Đây, những cái vừa về toàn cầu nghĩa địa đẹp, nó xếp cảm giác nó như đống núi ấy anh em ơi. Đây. Những cái con ốc đầu con ốc bù đầu bù lon của nó ai còn nguyên zin hết này. Cầu đẹp lắm. Tất cả đây chỗ này cầu sau tí em sẽ quay sang cái đống cầu trước cho anh em. Cầu AC216 đầy đủ hết. Nói chung là cái nhu cầu mà anh em mua cầu lớn lắm anh em ạ. Ở khắp cả mọi miền Tổ quốc mà. Em bán hàng trên mạng, trên Facebook. Nhu cầu khách hàng người ta mua cầu lớn lắm đây. Cái đống cầu này nó giờ xếp rất là cao. Nhiều lắm. Đây, cầu AC cũng có AC216 đây nhá. Đầy đủ hết các loại luôn anh em ạ. Đầy đủ hết AC216 rồi. Cầu rồi. Không đi được sang bên kia. Cả dí trước cũng có nha anh em nhé. Dí cũng có. Đầy đủ hết. Cầu hổ vô trước. Cầu man trước. Cầu mét trước đây đều đủ hết. Đây. Anh em xem này. Đây. Cầu đúc, cầu thép. Đây, những cái cầu man này trong quân đội này anh em này, màu xanh này trong quân đội này. Cầu đẹp lắm. Cầu rất là đẹp. Đây. Cầu man này. Cầu mét trước này anh em này, cầu mét này. Cầu cầu hổ vù trước này. Con này là cầu man nhá anh em nhá, còn đây là cầu hổ vù này. Cầu hổ vù đẹp lắm. Cầu này nó 5-60 triệu một cái đấy. Chỗ này nó phải rơi vào mấy chục cái. Em vừa về một lô cầu. Cầu trước đẹp lung linh luôn.
kênh, nói chung là mua được lô cầu trong quân đội. Đây, tất cả cầu nó còn nguyên zin hết nhá anh em nhá. Đây là những con ốc này nó chưa mất dấu mất sơn này, cầu toàn còn nguyên zin hết đâu anh em ạ, nguyên zin hết, long lanh luôn, quá là đẹp. Chỗ này là phải tầm 30-40 cái này. Vẫn em ơi, vừa về em còn chưa kịp bỏ giấy bóng ra đâu anh em ơi, quấn giấy bóng đen hết. Cầu nghĩa địa, con này em bán lừa cho anh em ở trong các tỉnh như Đà Nẵng, tất cả các tỉnh nhiều lắm, nói chung là bán được rất là nhiều. Thế ra cầu vì trong kia nhu cầu người ta lắp xe hai cầu để cho nó khỏe đấy anh em, lắp xe hai cầu để cho khỏe để chạy gỗ bên Campuchia, bên Lào hoặc nào ở vùng sâu vùng xa. Cái nhu cầu thế mới biết là cái nhu cầu của từ lúc em làm cái kênh YouTube đấy, người ta anh em biết đến ở khắp nơi, người ta biết đến mình. Cái nhu cầu cái cầu này rất là lớn, anh em lắp xe để chạy xe tải ở trong trong rừng với lại chở gỗ các thứ, chở ở vùng cao với lại đường xấu ấy, lắp những cái cầu vào thì khỏi phải nghĩ luôn anh em ạ. Làm thì đuổi máy to, từ máy nhỏ lên máy lớn, từ cầu nhỏ lên cầu to, từ cầu chậm sang cầu trung xong lại cầu lên cầu trung xong lên cầu nhanh, tất cả cầu lắp sang cầu dầu nhá anh em nhá, nhiều lắm. Đây nói thật với anh em là em đang đứng ở giữa đống cầu đây, là ở trên cơ sở 2 của em cũng có nhiều cầu. Đây anh em xem này, cái đống cầu của em này, nói thật với anh em là nhìn thế này đâu, nó chỉ là như sắt vụn thôi, nhưng cái đống cầu này nó cũng rất là đắt tiền đấy. Đống cầu này nó vài tỷ đấy anh em ạ, nó phải rơi vào tầm 4-5 tỷ cái đống cầu này đấy anh em ơi, nhiều quá. Đây mọi người xem này, nguyên cái đống cầu trước này xem nào, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 cái cầu trước này đã 1 tỷ rồi anh em. Chỗ bên này cầu trước này đã 1 tỷ rồi, một giờ dãy này thôi nhá, cái dãy này nữa, cái dãy này cũng rất là nhiều cầu trước. Thì anh em bảo 1 2 3 4 4 tỷ đấy anh em ạ. Đây chỗ này cũng rất là nhiều cầu trước này, cái dãy thứ hai này nhiều lắm. Nói chung là nhìn thế này nó xếp gọn gàng thôi, nhưng nếu mà để cầu ra ngoài thì rất là nhiều cầu. Thì em làm một cái video này giới thiệu đây, ở đây nữa là anh em này, đây cũng có cầu à. Đây em xếp tất ở đây, động cơ ô tô Hưng Thịnh nhá anh em nhá, tất cả còn rất là nhiều. Thì em làm một cái video này để giới thiệu với mọi người, nếu mà anh em nào có nhu cầu, tất cả là cầu hổ vô này, cầu lắp này, cầu lắp cũng có. Anh em nào có nhu cầu đổi từ cầu nhỏ sang cầu to, xe 7 tấn 8 tấn 9 tấn 10 tấn, tất cả các loại xe để chở gỗ, xe ben ấy, xe tải ấy, anh em cứ liên hệ cho em nhá. Cơ sở em nó quá là nhiều cầu, vì mọi người có nhu cầu thì cứ alo cho em, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ mọi người từ A đến Z luôn. Thì xin chào và cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ động cơ ô tô Hưng Thịnh. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha. Xin chào.